chào bà con. Xin chào các bạn. Hôm nay thì Lâm muốn mời bà con nhà các bạn cùng Lâm đi tìm một loại nguyên liệu mà nó có khả năng điều trị những cái bệnh về xương khớp, đặc biệt thì cái bệnh về dây chằng, hay là dân gian của chúng ta thường gọi là gân đó bà con. Chúng ta bị các trường hợp về gân, ví dụ như là giãn dây chằng, trật gân. Gân chúng ta bị yếu, đúng không? Gân chúng ta bị yếu nó biểu hiện qua các cái hoạt động mà chúng ta lao động á, tay chân chúng ta nó yếu mỏi, nó không có lực, nó không đầy đủ lực. Rồi cái cây này nó còn giúp cho bà con mình điều trị được cái bệnh về viêm tai, viêm mắt. Những người nào mà bị suy nhược cơ thể á, thì thường xuyên rất cần phải sử dụng cái loại nguyên liệu này. Vậy thì cái nguyên liệu này á, ngoài những cái việc trên, nó còn giúp cho bà con thanh lọc cơ thể. Nguyên liệu này thì thứ nhất là nó phải có được cái hình ảnh cụ thể, đúng không? Cho nên hôm nay thì sắp xếp được tí thời gian, Lâm muốn mời bà con chúng ta cùng nhau đi tìm cái loại nguyên liệu này. Chúng ta sẽ đến tận nơi để nhìn được cái cách nó sinh sống như thế nào, những cái vùng mà nó thường sinh sống ra sao, đúng không? Rồi, bây giờ là mời bà con, là mời các bạn. Đây là một cái khu rừng chòi. Khu rừng này thì có rất nhiều cái loại cây thảo dược mà Lâm đã chia sẻ cho bà con. Hôm nay thì cái loại cây này thì nó cũng nằm trong cái khu rừng chòi này luôn ha. Nguyên liệu của mình đây nè bà con. Đây. Cây này. Cây này thì bà con mình biết với một cái tên, nó là cây cắt lòi hoặc là cây mí giò. Thì hình ảnh nó sống ở ngoài tự nhiên nó là như thế này. Nhà Lâm thì cũng có, nhưng mà hiện tại bây giờ thì nó mới lên, nó chưa có hoa, cho nên Lâm phải tiến hành đi vào những cái khu rừng chòi như thế này tìm kiếm. Thì Lâm mong rằng những cái hình ảnh nó thực tế như thế này, nó sẽ giúp được cho bà con mình nhận diện một cách rất là rõ ràng, đúng không? Cây này thì nếu như mà chúng ta sử dụng nó điều trị bệnh đó, thì rất là hiệu quả đối với những cái bệnh về gân, về xương, rồi viêm tai, viêm mắt, kể cả viêm thận luôn ha. Cái bài thuốc phổ thông nhất mà bà con mình thường sử dụng cái cây cắt lòi này, đó là trị những cái bệnh ngoài da, đặc trị cái bệnh ngoài da luôn bà con. Đó là những cái bệnh ví dụ như là bà con bị eczema nè, nổi mày đai nè, mẩn ngứa nè, mụn nhọt nè, rồi bị sưng đau nè, thì chúng ta chỉ dùng cái nguyên liệu này thôi đã khỏi rồi. Bà con dùng cái nước cốt của nó, bà con thoa lên, đơn giản, rất là đơn giản. Vậy thì cụ thể cái bộ phận dùng của nó sẽ như thế nào, đúng không? Vậy thì trước mắt thì Lâm muốn mời bà con chúng ta quan sát cái cây đi ha. Tại sao được gọi là cây mí giò? Theo Lâm nghĩ thì nó có từ đốt như thế này, cho nên nó có cái tên vậy. Ở đây Lâm cũng không rành tại sao nó có tên mí giò, nhưng mà cái tên mà chúng ta sử dụng nhiều nhất đó là cái cây cắt lòi. Vậy thì bà con sẽ dễ nhận diện cái cây của mình hơn khi chúng ta nhìn từ trên xuống dưới, đúng không bà con? Lá nó xoay vòng vòng, đúng không? Lá ở dưới. Đây, Lâm sẽ quay như thế này, bà con dễ nhận diện nè. Cái lá dưới đây, xoay lên đây, rồi xoay lên đây, đúng không? Và cái lá cao nhất là cái lá này. Đó, bà con sẽ nhìn cái cách phân bố lá của nó là một vòng tròn. Và đặc biệt cái hoa của nó thì là như thế này. Đó, bây giờ thì bà con đã nhận diện được rất là rõ cái nguyên liệu của mình rồi, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ tiến đến một cái bài thuốc mà gọi là đặc trị của nó luôn. Mẩn ngứa ha, mụn nhọt, nổi mày đai, rồi bị eczema luôn. Những người nào mà bị trên da mình nổi lên những cái mục mà nó gọi là sưng đau á, thì bà con chỉ cần dùng một cái lượng. Ở đây á, dễ dùng nhất là bà con dùng những cái thân non như thế này nè. Những cái thân của nó như thế này nè bà con, nó nhiều nước. Bà con về rửa sạch sẽ đi ha. Dùng cái thân và cái lá non luôn cũng được ha. Những cái lá non non á, bà con sử dụng hết luôn. Khi chúng ta có nguyên liệu rồi, bà con sử dụng cho Lâm một cái liều lượng vừa phải thôi ha. Bởi vì là nếu như mà chúng ta sử dụng nhiều quá thì chúng ta dùng không hết á, thì nó sẽ phí. Cụ thể thì chúng ta sẽ dùng những cái thân và cái lá non như thế này, rửa sạch xong bà con giả nát đi, giả nát ra, chúng ta dắt lấy cái lượng nước cốt đó, chúng ta bôi lên cái vùng da mà chúng ta bị bệnh, hay nói chính xác hơn những cái vùng da nào mà chúng ta bị mụn nhọt nè, sưng đau nè, rồi nổi mày đai nè,
rồi eczema nè, đúng không? Những cái vùng da như thế thì chúng ta sẽ bôi trực tiếp lên đó. Vậy thì chúng ta bôi lên trên cái vùng da đó, nếu mà thời gian bà con không có thì bà con có thể để trên đó cho Lâm là khoảng 30 phút trở lên là chúng ta rửa lại bằng nước sạch rồi. Còn nếu như chúng ta được á, thì có thể là chúng ta sẽ bôi lâu hơn. Vậy thì nếu như khi chúng ta đi ngủ thì chúng ta sẽ bôi cái thuốc hay là cái nước cốt từ cái cây mía giò này, chúng ta bôi lên là chúng ta dùng một miếng vải chúng ta bao bên ngoài để nó khỏi dính vào cái chăn mền của chúng ta đó. Nhưng mà Lâm nghĩ á, bà con chỉ cần để trên 30 phút thì bà con rửa lại bằng nước sạch ha, thì là rất là tốt rồi. Thì nếu như bà con muốn khỏi bệnh nhanh á, thì bà con có thể sử dụng cho Lâm một ngày 3-4 lần cũng được, 5 lần cũng được, không vấn đề gì. Chúng ta cứ bôi lên đó hơn nửa tiếng, có nghĩa là hơn 30 phút thì chúng ta rửa lại bằng nước sạch. Rồi, chúng ta hoạt động bình thường. Lâm nghĩ chắc 3 lần, 4 lần đầu tiên ấy, thì những cái triệu chứng ngứa, này, sưng đau của bà con ấy, nó giảm rất là nhiều. Nếu như bà con bị mày đay thì cảm giác rất là ngứa, rất là khó chịu. Vậy thì bà con chỉ cần bôi cái nước cốt của cái cây mía giò này lên trên cái vùng da của nó mày đay ha, lên trên cái vùng da bà con bị nó mày đay, thì nhất định sau 3-4 lần thì những cái triệu chứng ngứa rát khó chịu nó sẽ không còn nữa. Đó là cái cách mà chúng ta dùng cái cây mía giò này để trị các bệnh ngoài da ha, đặc trị các bệnh viêm da luôn. Bây giờ thì Lâm mời bà con và các bạn chúng ta đến với một cái bài thuốc trị đau lưng ha, đặc biệt thì nó có tác dụng rất là hay đối với những cái bệnh ví dụ như là giãn dây chằng, trật gân hay là cái gân chúng ta bị nó sưng đau, nó yếu gân. Thì chúng ta sẽ sử dụng cho Lâm là cái thân ha, những cái thân như thế này cho nó dễ, nó hiệu quả. Thì ở đây chúng ta sử dụng cái thân nha bà con, cái thân và cái bộ phận rễ của nó. Rễ của nó thì bà con nhớ sơ chế sạch sẽ nha, chúng ta phải rửa sạch bùn đất ha. Còn cái thân này á, thì nó đầy đơn giản hơn, không vệ sinh đơn giản hơn. Nhưng mà bà con phải chú ý rằng chúng ta phải vệ sinh thật là sạch sẽ nha bà con. Sau khi chúng ta đã có được cái nguyên liệu từ thân và rễ, nếu như bà con dùng ở lượng khô á, thì là không quá 20g, kết hợp hai loại thân rễ luôn thì không quá 20g nếu như ở dạng khô. Nếu như bà con dùng lượng tươi á, thì có thể dùng từ 30 đến 35g ha, giữa thân và rễ. Có thân dùng thân không cũng được, có rễ dùng rễ không cũng được, kết hợp hai loại cũng được, không vấn đề gì. Vậy thì ở đây á, bà con sắc cho Lâm là 5 chén nước, bà con sắc đặt lại còn 3 chén thôi, bà con chia ra làm 3 lần dùng trong ngày. Thì cái bài thuốc này nó sẽ giúp cho bà con nè, thứ nhất là trị các bệnh về xương khớp. Những người mà đau lưng, mỏi gối, những người nào mà bị phong thấp, đúng không? Cái bệnh này trị rất là hay. Đối với những người mà bị giãn dây chằng, hay bà con mình thường gọi là nó bị giãn gân đó bà con, cái bệnh này khó trị lắm. Chỉ có một số loại cây thuốc đặc trị nó mới trị được thôi. Bà con dùng cái bài thuốc này giùm Lâm ha. Bà con sẽ dùng liên tục trong vòng 7 đến 10 ngày. Thì Lâm nghĩ cái bài thuốc này nó sẽ là một cái phương pháp rất là hữu hiệu giúp cho bà con mình trị khỏi những cái bệnh này. Ở đây cái bài thuốc mà trị về đau nhức xương khớp á, thì Lâm cũng đã chia sẻ cách đây cũng lâu rồi. Nhiều bà con mình phản ánh rất là tốt. Cây này thì là một loại cây mà thường xuyên nó mọc hoang dã, không ai trồng hết bà con ha. Vậy thì trong cái bài chia sẻ này, Lâm sẽ cố gắng mang đến cho bà con một cái cách nữa giúp cho bà con trị cái bệnh đau mắt và cái bệnh viêm tai. Riêng cái bệnh viêm tai chúng ta lại có một cái cách làm riêng nữa ha. Nếu mà trị cái bệnh viêm tai, viêm mắt, viêm tai ở dạng bình thường, có nghĩa là lỗ tai của chúng ta nó thường xuyên bị đau bà con, bị đau ha, bị mủ, có mủ ở trong đó, có mùi hôi, hoặc mắt của chúng ta bị đau, bị viêm mắt đỏ rồi đó, thì bà con sử dụng cho Lâm á là cái ngọn non này nè bà con, cái ngọn non này ha, cái ngọn non đó, bà con đem đi, bà con nướng đi ha, bà con nướng đi. Thì nếu mà mắt á thì chúng ta sẽ dùng cái nước cốt, sau khi chúng ta nướng rồi bà con dắt cái lượng nước cốt của nó, bà con ép ra cái lượng nước cốt của nó, bà con cho vào một cái bình thuốc nhỏ mắt mà nó đã sử dụng hết rồi đó, bà con cho vào đó cho nó hợp vệ sinh, xong tiến hành chúng ta nhỏ vào mắt. Vậy thì mỗi lần nhỏ bà con nhỏ cho Lâm nhiều nhất là 2 giọt cho một bên mắt thôi. Còn đối với tai của bà con á, cái lỗ tai của bà con mà bị viêm ấy, thì bà con cũng nhỏ vào lỗ tai ha, 2 giọt là nhiều. Thì rối với lỗ tai chúng ta có một cách làm riêng ấy, là chúng ta sẽ sau 5 phút chúng ta sẽ dùng cái bông gòn ấy, chúng ta thấm cái lượng thuốc ra. Thì như thế này ấy, nó sẽ giúp cho bà con trị cái bệnh viêm tai, nó tránh được cái việc mà bà con bị mất thính giác sau này. Còn đối với cái bệnh đau mắt đỏ thì bà con dùng cái bài thuốc này xong
sau khoảng 10 đến 15 phút á, thì bà con rửa lại bằng cái nước muối mà dùng để cái dung dịch mà để rửa mắt á, thì như thế mắt của bà con nó sẽ nhanh phục hồi, đúng không? Thì Lâm lần lượt sẽ chia sẻ những cái tác dụng tốt về cái cây cát lòi hay là cái cây mí giò như thế này. Cây này á, thì Lâm chú ý với bà con, nó thường mọc ở ngoài tự nhiên, không ai trồng hết á. Nếu như mà bà con nào mà muốn trồng á, thì có thể là trồng cái phần rễ của nó bà con. Chúng ta bứng cái phần cây con và hoặc là cái phần rễ như thế này nè, chúng ta về chúng ta trồng. Thì hình thức nó sinh sống và cái cách nó phân bố hoa cũng như lá thì Lâm cũng đã cố gắng chia sẻ lại cho bà con rất là rõ ràng rồi, đúng không? Riêng cái hoa của nó chúng ta trồng làm kiểng cũng được đó. Chúng ta trồng trước cửa nhà rất là đẹp. Bà con thấy đẹp không ạ? Đó. Đối với những người viêm thận á, thì bà con có thể dùng cho Lâm một cái lượng á, là 20g khô ha, 20g khô. Viêm thận thì chúng ta chỉ sử dụng cái phần lá non và cái phần thân này thôi ha. Bà con cũng sắc nước uống, bà con sắc cho Lâm 1 lít nước đi ha. Rồi nó cạn xuống còn 600ml á, thì bà con chia ra, bà con dùng. Riêng cái bệnh viêm thận mà những người nào mà nó bị triệu chứng phù thủng á, thì dùng bài thuốc này khoảng hơn tuần lễ bà con, khoảng hơn 7 ngày. Thì tác dụng của bài thuốc nó sẽ phát huy tối đa luôn, nó giúp cho bà con giảm nhẹ cái triệu chứng lại. Rồi từ từ sau đó bà con dùng cho Lâm thêm khoảng chừng vài ba ngày gì nữa, thì cái biểu hiện của bệnh nó giảm á, bà con mới nhận biết được rõ rệt. Thì vừa rồi Lâm cũng đã tổng kết được những cái bài thuốc chọn lọc hay là những cái bài thuốc hay nhất về cái cây cát lòi này. Mong rằng bà con mình có thêm những cái cách trị bệnh hiệu quả hơn nhưng mà rất là rẻ tiền. Cây cát lòi này thì theo Lâm nghĩ có một số nơi người ta bán ở dạng khô. Nhưng mà bà con khi mua thì bà con phải chú ý những cái cửa hàng đó phải thật là uy tín, đúng không? Thì bà con mới mua. Còn nếu như không thì bà con chịu cực đi vào những cái khu vực rừng chòi á bà con. Hoặc là bà con đặt hàng những người mà người ta thường xuyên đi tìm cái cây thuốc nam như thế này nè, người ta sẽ chia sẻ lại cho bà con ha. Còn Lâm á, thì Lâm chỉ chia sẻ hình ảnh thôi. Những cái nguyên liệu nào mà Lâm tìm được nhiều á, thì Lâm chỉ chia sẻ miễn phí cho bà con. Còn hiện cây cát lòi này thì nó rất là ít bà con, nó không có nhiều. Cho nên Lâm sẽ tiến hành Lâm trồng ha. Lâm bứng về Lâm trồng, Lâm bảo tồn giống. Sau này nó nhiều thì Lâm sẽ chia sẻ miễn phí cho bà con thôi. Video này Lâm nghĩ bà con đã thu hoạch được rất là nhiều điều, đúng không bà con? Từ cái việc trị viêm thận nè, viêm tai nè, viêm da nè, kể cả những người mà bị giãn dây chằng, cái bệnh gì về xương khớp á, bị gân được đó, thì rất là tốt từ cái cây này. Rồi, bây giờ thì trước khi kết thúc video thì Lâm sẽ gửi lời chúc sức khỏe đến bà con và các bạn, cũng như là gia đình của bà con và các bạn. Lâm mong rằng gia đình của bà con và các bạn cũng như tất cả những người xem kênh của Lâm sẽ gặp được nhiều điều may mắn nè, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Khi xem những cái video của Lâm, nếu như bà con cảm thấy nó có điều gì đó ha, bà con cần thiết phải chia sẻ cộng đồng, thì bà con cứ việc chia sẻ thoải mái ha. Ở đây thì bà con có thể chia sẻ lên nền tảng của Zalo nè, Facebook nè. Như thế thì rất là nhiều người tiếp cận với bài thuốc của Lâm. Bà con cứ tin tưởng rằng bài thuốc này là những cái bài thuốc mà Lâm đã chọn lọc rất là kỹ, rất là hiệu quả đối với những người sử dụng đúng liệu trình nha bà con. Sử dụng phải đúng liệu trình. Đối với những người bệnh xương khớp á, thì khi sử dụng cái bài thuốc từ cái cây cát lòi này thì bà con phải kết hợp luôn cái việc là bà con phải tập thể dục nhẹ nhẹ, đúng không? Tập thể dục nhẹ nhẹ giúp cho máu huyết lưu thông cho nó tốt. Như thế thì hiệu quả bài thuốc nó sẽ là cao hơn rất là nhiều. Rồi, bây giờ Lâm chào bà con, Lâm chào các bạn. Hẹn gặp bà con và các bạn ở những cái video tiếp theo nha.